có vua lên, còn nó chưa cái lớp chính trị kiến này nó chưa có học. Vậy mà những người nào mà còn thiếu, tức là còn vô minh, mấy con chưa hiểu cho nên mấy con ở lại lớp, mấy con viết chưa xong thì mấy con ở lại lớp làm nữa, để mấy con triển khai cái vô minh lậu của mấy con không còn vô minh đó, là cái lớp chính chính kiến. Cho nên những bài vở mà định vô lậu mà học là phá vỡ cái vô minh lậu đó, chứ không có gì cả. Cho nên hôm nay thì coi như là mấy con nói về vô minh lậu thì không có mặt vô minh lậu mà xen vô đây được, nghĩa là qua vô đó thì mấy con thấy mấy con triển khai qua từ cái nhân quả cho đến cái tứ vô lượng tâm này, thì cái vô minh lậu nó sẽ nằm ở chỗ nào thì mấy con thông suốt hết rồi, không còn vô minh đâu. Cho nên bây giờ còn có dục lậu với hữu lậu mà thôi, là mấy con sẽ quét nhờ cái không có vô, nhờ cái minh, nhờ cái tri kiến giải thoát này nó là minh, cho nên mấy con quét cái dục lậu và hữu lậu này sạch bóng không có gì đó. Cho nên thầy triển khai cái lớp chánh kiến là triển khai cái phá vỡ cái vô minh để làm cho mấy con minh đó, để mấy con soi vào mấy con quét cái dục lậu và cái hữu lậu. Thì mà cái dục lậu hữu lậu mình đã có minh rồi thì mình quét cái dục lậu hữu lậu là không có khó rồi. Thầy sợ nhất là cái vô minh. Cho nên vì vậy mà những người còn ở lại là những người đó còn vô minh lậu. Bởi vì chưa họ chưa hiểu. Các con hiểu không? Hiểu rồi mà nếu mà hiểu rồi mấy con không xả, là mấy con mà hiểu rồi mà không con xả là tức là mấy con coi hoàn toàn là mấy con chỉ lý thuyết không có thực hành. Mà bây giờ áp dụng vô lớp lớp thực hành thì mấy con phải lấy áp dụng vô cái học của mình từ mấy tháng nay, áp dụng vào cái vô minh này nó làm sao còn được, con hiểu chưa? Đó, thì cho nên bây giờ mấy con nghe chữ vô minh tưởng mình còn vô minh đó, mình học đó lớp chánh kiến là nó phải phá vỡ cái vô minh, chánh kiến rồi nó đâu có tà kiến nữa, vô minh, con hiểu không? Mà cái lớp học này thầy nó triển khai như vậy là tạm đủ cho mấy con rồi, không có cái vô minh nào mà xen vô chỗ này được, nó là minh rồi, minh ở trên những cái bài vở mà mấy con đã học qua cho đến tứ vô lượng tâm, mấy con tâm từ tâm bi trước những cái hành động nào mấy con làm sao mà còn vô minh được, làm sao vô minh được, các con thấy không? Bây giờ nhân quả mấy con hiểu như vậy rồi, làm sao mấy con vô minh trong nhân quả được? Rồi mấy con hiểu các pháp vô thường, mấy con hiểu làm sao vô minh được trong các pháp vô thường, thân vô thường nè, thân bất tịnh nè, thực phẩm bất tịnh nè. Tất cả những cái này nó sẽ sanh dục và nó sanh hữu lậu và dục lậu, mà bây giờ mình minh rồi thì làm sao nó sanh ra được, cho nên nói là gì, cho nên thầy dạy cho mấy con là phá vỡ cái vô minh đó là cái định vô lậu này. Cho nên các con ráng cố gắng mà để triển khai cái minh của mấy con để làm cho mấy con không còn vô minh thì cái vô minh lậu nó sẽ mất, có hiểu không? Học từ hôm đầu tháng tới nay là phá vỡ cái vô minh đó. Con không ngờ thầy dạy hay, con không ngờ cái đó. À, chứ sao chứ mấy con cứ nghĩ đi, đó là cái vô minh, thầy phá cái vô minh lậu đó làm cho mấy con hiểu thì cho nên nó không còn lậu hoặc, mà bây giờ mấy con không hiểu thì nó còn lậu hoặc chứ sao. Còn mấy còn các con vô sao các con chưa làm bài vở, tức là con còn vô minh, làm sao các con đẩy lui được cái dục lậu hữu lậu, làm sao mà thông suốt được mà đẩy lui? Cho nên phải phá cái vô minh, tức là đi vào cái tri kiến giải thoát của chúng ta, tức là lớp chánh kiến, tức là cái minh của chúng ta rồi. Cho nên vô minh nó quét ra, nó không có còn ở trong này nữa. Cho nên mấy con yên tâm, thầy dạy đâu nó có căn bản, có lớp lan đó mà. Nó tạo cho mấy con có cái thế đứng ở trên cái chiến trường của mặt trận sinh tử. Cho nên mấy con có cái thế đứng hẳn ngoài đàng hoàng, giặc xâm chiếm con không có chỗ nào đánh, mà giặc nó có đi ba hướng, nó đánh mình ba góc, dục lậu hữu lậu vô minh lậu. Mà bây giờ cái vô minh này đã mình quét nó rồi, mình tạo cho mình có cái minh rồi thì nó đánh cái góc này cũng được rồi, mà đánh góc này không được thì còn hai góc này, thì mình dùng cái minh này mình quét nó ra bài tuốt hết, không còn thằng nào mà còn ở trên cái mặt trận sinh tử này, coi như là mình người chiến thắng. Các con thấy không? Thầy đưa cái mặt trận này vô là thầy phá cái vô minh, tại do vô minh mà mình mới sinh ra đau khổ, còn có minh thì không bao giờ đau khổ. Học như vậy mới là học, tu như vậy mới là tu. Các con thấy chưa? À, bây giờ mấy con mới thấy con đường đi của đạo Phật nó cụ thể rõ ràng, tại sao ông Phật cũng dạy chúng ta lớp chánh kiến để phá cái vô minh của mình chứ gì.